Chà, lúc này thấy là mệt mỏi quá anh Năm. Trời 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 trời. Ê ê ê, mày có cái gì mà nặng dữ vậy mày? Dạ. Muốn gì á? Dạ ba đồ lặt vặt mà chú. Lặt vặt cái gì? Mày mà khiêng cái này xong rồi đó là mày nằm một tháng nha con. Ủa ai sai biểu mày mình là làm nặng nhọc cái gì? À. Trời ơi ai sai đó anh ơi, cái thằng này nó rảnh nó quở gì đó. Đó, để đi đừng khuyên gì nó hết á. Dạ. Tôi nghe nè, cái đống củi ngoài sau hè đó, cậu chưa có chặt. Mình xin vô chồng mới chẻ đi. À để lát con làm cho. Chẻ đi ha. Ủa, khoan khoan khoan, cái chuồng heo nữa, cậu chưa có rửa luôn. Dạ lát con rửa luôn. Đúng là con không đẻ. Sai không có tiếc. Tại con thích làm thôi à chú, không có sao đâu. Thích làm không? Dạ. Mày đi theo tao vô cát nè, học bà con trồng dưa lưới. Ê hả chú? Ừ. Ở nhà ba sai mày biết mày xỉu, đi theo tao luôn. Xuống nhà mày nha nha mợ. Ở chú kia sư ơi. Dạ chú Nam. Dạ mới tới chú Nam. Ừ. Dạ. Đây dẫn thì cháu ra đây coi nó học hỏi cách trồng dưa lưới coi sao đây. Dạ. Dạ chào anh kỹ sư. Dạ cái này thì cũng vụ cũ rồi chú, vụ cũ tụi con trồng dưa leo cũng chuẩn bị trồng lại dưa lưới đó chú. Vậy đó hả? Dạ. À trồng dưa leo cho nó bò lên dây vậy đó hả? Dạ đúng rồi chú. Em nghe nói hình như là anh đang chỉ kỹ thuật trồng dưa lưới trong màng hả anh, có khó không anh? Trồng dưa lưới trong nhà màng á thì nó cũng đơn giản, nhưng mà cái chi phí đầu tư ban đầu á mặc dù nó hơi cao, tại vì mình phải đầu tư nhà màng đồ các thứ hệ thống tưới, nhưng mà bù lại là cái nông sản mình tạo ra là nông sản sạch an toàn, và đặc biệt là trồng trong nhà lưới thì nó hạn chế côn trùng nè, sâu bệnh, cho nên về cái chi phí thuốc bảo vệ thực vật á mình rất là hạn chế chút. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tôi nghe nói trồng dưa lưới này nó cũng có nhiều dạng lắm phải không? Dạ đúng rồi, hiện tại trồng dưa lưới nếu mà mình trồng trong túi thì mỗi túi mình chỉ trồng một cây thôi. Dạ sau 5 đến 7 ngày mình đi quan sát thấy những cây nào mà nó chết nó yếu thì mình thay cây mới. Dạ mà cái về cái mật độ trồng thì mình trồng khoảng từ 2004 đến 2008 cây trên 1.000 mét vuông. Về cái cách trồng chú Nam thì một là trồng trong túi, hai là mình trồng bằng cái dây treo lên đó chú, thì cứ mình buộc cái dây ở sát gốc nè, rồi mình hàng ngày cho cái đọt nó quấn theo quá. Dạ, tự quấn lên hay là mình mới kéo nó lên? Dạ mình phải dùng tay để mình quấn nó theo đó chú. Về cái thụ phấn của cây dưa lưới thì có hai cái là thụ phấn thụ động và thụ phấn chủ động. Thụ phấn thụ động là do côn trùng, nhưng mà đặc thù là trong nhà lưới của mình nó đâu có côn trùng đâu. Đúng rồi, đâu có con gì vô được. Dạ, mình phải thụ phấn bằng tay. Vậy là mình thấy cái nào nó không đạt kết quả là mình phải lấy tay mình thụ phấn. Dạ đúng rồi, như khi mà cây nó lớn nó bắt đầu ra hoa thì bắt đầu mình phải thụ phấn bằng tay bằng cách mình rung hoa. Chà. Dạ rung hoa thì cây nó sẽ tự thụ. Mà chú các để ý là cái trái dưa lưới nó sẽ hình thành ở cái nách lá thứ 10 hoặc là nách lá thứ 15. Chú để ý cái đó là nó mới ra trái. Dạ nó ra trái ở những cái vị trí đó đó chú nào. Ê nhưng mà vậy là chính xác không nha chú? Chồng con còn bà. Nếu mà không chính xác là tôi bắt đền cậu á. Dạ con đảm bảo chú trên 95%. Thì lúc đó chú rảnh mình ra mình đếm. Dạ. Thôi có gì đâu. Đếm hả? Vậy tao rảnh tao đếm là tao kêu mày theo mày đếm phụ với tao cho vui nha. Dạ. Cái trái dưa lưới này là sau khi trồng khoảng 65 ngày. Dạ đúng rồi đó. Cái lưới nó trên quả nó đẹp á chú. Rồi cái cuống nó có nhiều vết nứt thì như lúc đó mới thu hoạch được á. Dạ đúng rồi. Yeah. Hay quá. Bữa nay cho mày xong kiếm hộp bích với chú kỹ sư được á. Đúng rồi. Tao không nhận là tao nghĩ là mày tài như vậy luôn á. Ừ, trồng dưa lưới trong nhà màng như vậy á, tuy đầu tư ban đầu là hơi cao, xong sản phẩm thu hoạch được á là an toàn và sạch nè, rồi không bị phụ thuộc vào thời tiết nè, rồi không bị các loại sâu bệnh hại, rồi chi phí sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hầu như là không đáng kể luôn. Còn về kỹ thuật như là kỹ sư và chú Nam đã chia sẻ rồi, bà con mình nhớ nghe, sau khi trồng được khoảng 65 ngày đó, khi thấy trên vỏ lưới bắt đầu đều đẹp nè, rồi trên cuống có nhiều vết nứt là chúng ta đã thu hoạch được rồi. Quá đã đúng không bà con? ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bà con nông dân Việt muốn gì? Phun lúc trổ sẹt, tôi muốn lúa trổ đồng loạt. Tôi muốn lúa cái nào cũng đặt bông, lòng thông, nhìn như sâu mình te vậy đó. Tôi muốn lông lá đồng xù lên tôi mới chịu. Bà này, lá đồng khi chín còn mơ mới đã chứ. Bà khi qua chuyện này tất cả đều tin rằng happy, muốn là được. ABC mang đến sự tốt lành. Cuồng phong với ba tác dụng: diệt trừ tận gốc, không hề khoan nhượng, dù sâu cuốn lá ở bất cứ nơi đâu.
tiếp xúc nhanh chóng, lưu dẫn linh hoạt, bị động tức thời. Chip bí kíp diệt sâu ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bờ.